Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức, xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với thần phong mỹ tục của Việt Nam. Ê, mọi người nhớ không? Hôm trước cái con quái vật đó đó, anh quánh thắng nó, anh cứu nguyên một làng luôn á. Chắc lúc đó Khánh chưa có trong làng, Khánh đâu có biết đâu, đúng không Phoebe? Trời ơi, em là người chứng kiến, nói gì vậy anh Hút? Tôi tiêu diệt rất là nhiều quái vật rồi, fan của tôi ai cũng thích hết á. Tôi rõ là người tốt bảo vệ cả làng luôn á Khánh. Cái gì vậy? Mèo. Cái gì mà tức hoài vậy? Qua tôi đi qua bên làng, tôi gặp một cái thằng đó, nó chắc cũng tuổi tuổi ông á hết. Ừ, rồi sao nữa? Nó đói bụng, nó xin tôi đồ ăn. Tôi thấy nó tội nghiệp quá, tôi mới lấy miếng đồ ăn ra tôi cho nó ăn. Rồi sao nữa? Rồi nó ăn xong, qua ngày hôm sau tôi đi là cái đường đó tôi cũng gặp nó. Nó cũng đang ngồi xin đồ ăn. Tôi thấy thương quá, tôi cũng lấy súp đồ tôi mới nấu là tôi đem mà tôi mời nó ăn. Mà không biết bữa nay đưa tôi là cái gì không? Vậy. Nó không những không cảm ơn tôi mà nó lại đưa cho tôi một quyển sách. Nó tên là quyển sách hướng dẫn nấu ăn cơ bản. Ông phải tích biết cái đầu ơi. À mà dám coi thường mèo nấu ăn vậy hả? Nhưng mà thiệt có mèo ơi, mèo nấu ăn dở thiệt á. Cái gì? Không có mèo nấu ăn ngon nhất trên đời. Ông ăn giùm tôi tức quá trời luôn, tôi mới nấu được ba cái tô súp này quá trời ngon, ông dám chê tôi hết. Ok. Gì vậy? Ăn giúp anh đi, ăn giúp anh. Rồi đây để tôi dọn ra nè, đưa đi ăn trời. Mèo nấu ngon đúng không? Bởi vậy nè, Poppy. Chị đó Poppy à. Cái món của chị hả? Dưa hấu cộng hoa hồng cộng muối tiêu. Cái gì mà lạnh thà bằng ở trong vậy? Đây nè, ăn nè Poppy thôi. Cái này đừng để anh bạn, để ngay đây ăn nè Poppy ơi. Đây đó. Đây là súp dưa hấu cộng hoa hồng chấm muối tiêu. Súp cá. Ai kêu giùm em? Trộn kem. Cái gì? Kêu giùm em xe cấp cứu chứ nè, để em múc cho cái là chả đi liền á. Súp la hán quả rồi, cái này nghe bình thường nè, để mình ăn cái món gì vậy? Cái gì? Sao? Món gì sao? Khánh ăn đi Khánh. Súp cá trộn kem đó. Khánh ăn đi. Cá trộn kem. Ăn được mà. Ăn mà, ăn mà. Không mà mọi người ơi, ông bị mất vị giác rồi ông ơi. Ông có ăn đâu mà ông nói mất vị giác, tôi với Poppy húp sàn cái tô này ăn vô. Sao? Hai người thấy sao? Thấy sao? Ông hiểu ý tôi chưa? Đúng không? Ngon đúng không? Nghiên em là thấy hai cái mặt trời luôn á chị mèo. Trời, cái gì vậy? Anh thiệt luôn là ngon luôn hả Khánh? Ngon thật mà. Từ ơi, ngon thật mà. Poppy ơi, em đánh giá sao? Sao? Poppy, em thấy là... Em thấy sao? 10 điểm. Đúng rồi, 10 điểm. Nhưng mà cái tôi cho mèo nấu ăn 10 điểm. Bảo tôi nói cái thằng bên làng là cái thằng nó không biết suy nghĩ, nó không biết thưởng thức tài nấu ăn của tôi. Ông bị gì hết? Tôi bị hắt xì á, tôi bị cảm. Ông hắt xì cảm kiểu gì kì vậy? Trời, thật ra là tại vì á, dạo này á, bụng tôi hơi khó tiêu xíu thôi. Thôi, em thấy đau bụng quá, nuốt vậy mèo ơi, thôi em chạy trước em mượn toilet nuốt đi. Cái gì vậy? Ôi, cái bụng của tôi, mèo ơi. Ông đứng ra, đứng cái lạc mặt, ông làm gì á? Từ từ, hình như là có cái gì nó đang chiến đấu trong cái bụng của tôi. Tôi cảm thấy cái bụng của tôi dạo này nó cứ thế nào á. Ê Poppy ơi, Poppy ơi, thôi toilet nhà anh á, em đi về. Thôi, Poppy ơi, rồi, anh mau lên đi, đi. Em đợi cho mình tới tối. Trời ơi, hai người là chị xác, không lo chi nhau đi. Đi giờ dành cho mất công. Không có gì, không có gì, mèo về trước đi. Trời ơi, Khánh ơi, làm sao mà ông có thể chịu nổi món ăn mà mèo nấu được chứ. Mèo nấu ăn dở có tiếng luôn mà. Phải ăn cũng ngon mà. Trời ngon cái gì, Poppy xong chưa? Rồi cái toilet của anh. Trời, em lấy luôn cái toilet của anh luôn rồi. Có nhà anh không có toilet nãy giờ, đau bụng quá trời đi không được kìa. Thôi chạy ra ngoài đường đi lại. Ôi Poppy ơi, sao mà hai người làm thấy ghê quá vậy? Trời ơi, tại ông không hiểu đâu, ông ở trong làng Pirate nhiều, ông mới hiểu được. Ông làm viên mới mà, ông nghĩ con mèo nấu ăn á là nó dở nổi tiếng từ nào giờ luôn. Tới chị Panda không dám ăn đồ ăn của mèo nấu nữa là ông hiểu rồi đó. Mà ông muốn hiểu không? Tôi sẽ cho ông biết liền cái cảm giác của tôi luôn á. Ông muốn biết không? Tôi thấy bình thường mà, ông nói cảm giác gì là cảm giác gì? Bình thường cái con khỉ móc xì á, rõ ràng là không bình thường tí nào hết. Bây giờ ông á đổi vị trí với tôi đi, mèo nấu ăn cho ông tầm chục bữa. Ông ăn liên tục là ông biết liền là mèo nấu ăn tệ cái nào à. Ông muốn đổi không? Ok, đổi liền. Ok luôn, đi nè, xuống đây thay đồ. Tôi với ông thay đổi vị trí cho nhau đi. Rồi á, mèo nấu ăn trong là ông biết luôn. Ôi, rồi xong rồi nè. Đó, ông thấy chưa? Chúng ta chỉ cần đổi đồ cho nhau thôi. Bây giờ nhìn là tôi còn thấy không ra nữa đó. Ông nhìn y chang tôi luôn. Còn tôi nhìn y chang ông luôn á Khánh. Rồi, đứng là tự nhìn từ mấy cái góc độ này thì chứ nhìn không khác gì tôi luôn á. Mèo tới. Mèo có nhiều món súp ngon cho Hút ăn luôn. Súp nữa hả? Thôi, Khánh ơi, ông lên ông lấy súp của mèo ông ăn giùm tôi đi. Với lại á, tôi bịt khẩu trang cho ông rồi. Ông cứ nói là hôm nay á Hút đang bị bệnh. Giọng của Hút thay đổi là mèo tinh liền ha. Rồi, ông lên đi. Ok, nhà tôi lên nha. Đó, thích ăn súp của mèo thì lên đó mà ăn đi. Trời ơi mèo. Hello mèo. Ủa? Trời, bữa nay ông làm gì mà ông bịt khẩu trang vậy? Nhìn mắc cười ghê luôn á. Hôm nay Hút bị bệnh nên có giọng hơi lạ. Ủa, sao vậy? Hồi nãy mới còn khỏe re mà,
tự nhiên tôi vừa về bển một cái là bệnh liền đó, ông thấy chưa, bển sai vòng tay tôi là bảo tố liền à. Tôi bảo tố tội nghiệp hết quá à. Thôi nè, hút ăn miếng hết súp thở hàm đi, rồi tí xíu nữa mèo lấy thuốc cho hút uống nha. Súp nữa hả? Trời ơi, lại là súp nữa đó, dở của mèo ngon thật á. Ngon hả gì, trời ơi đúng là chỉ có một mình ông là biết thưởng thức đồ ăn của tôi nấu thôi đó hết. Nó nghe ông đi lên phòng nghỉ ngơi đi rồi tôi đi làm thuốc cho ông uống, chứ sốt sốt kiểu này là không có để lâu được đâu. Đi lên nè đó. Rồi xong luôn, anh bạn Khánh của tôi bây giờ đã bị mèo hành hạ rồi. Mèo nấu súp cho ngon cái con khỉ á chứ ngon, bây giờ còn bị mèo lên chăm sóc nữa. Trời ơi, uống thuốc với lại uống súp của mèo biết là ông kiểu gì cũng bị ngáo luôn được rồi. Để đi xuống dưới bếp lấy tí thuốc này. Phát biết thôi anh nè, ông Khánh nè, thôi anh đến hút. Ủa anh hả? Ừ, ủa sao chạy vậy, sao tập đầu của anh Khánh? Ủa em với Khánh vừa mới đổi vai trò cho nhau đó, bây giờ Khánh đã làm Red Hood còn Red Hood sẽ làm Khánh. Bây giờ anh có một ngày tự do, muốn đi đâu chơi cũng được hết á, không bị mèo quản lý. Với lại mèo nấu súp dở quá, anh kêu Khánh á bận đồ của anh vô ăn súp của mèo á, chừng nào mà Khánh phát hiện ra súp của mèo dở thì thôi. Ê hết rồi, hết rồi, chả kim cương cho chạy hết rồi. Hết rồi, hút bánh đá. Trời ơi, chơi hả vậy? Hút cái gì mà hút, em ở đây nè chị bánh đá. Em chị không thấy cái mặt của em hả? Tóc trắng mắt xanh nè, nhìn thấy chị chưa? Thấy nhưng chưa mà cuộc đời này đâu phải của cưng đâu hết. Trời ơi, em với Khánh đổi đồ cho nhau. Thôi nói chung là chuyện dài dòng lắm, nói chung là hôm nay chị đừng qua làm phiền em. Em muốn cho Khánh ăn thử súp kinh dị của mèo á chị Banda. Mèo làm súp cái gớm lắm á. Cưng tưởng nói vậy giờ chị tin cưng là hốt hả? Trời. Nếu mà cưng là hốt thì cưng thấy không cái đầu nước chị nhìn thử coi phải không? À, chị tin ký cái đầu em đúng không? Trời ơi, em thừa biết chị mà. Giờ chị em hả? Em thừa biết chị mà chị Banda ơi. Đứng lại. Thôi chị tin rồi. Chị Banda ông không kìa. Đã qua. Ôi, Poppy em chưa nhìn quanh ta rồi. Ôi, mà công nhận nha, không ai nhìn anh ra là đến hút luôn á. Mấy bạn fan thì sao? Em nhìn cũng ra nữa mà. Ôi, không biết bây giờ Khánh là sao rồi ta. Để coi thử coi, mèo đang làm cái gì vậy? Ôi, kìa mèo, kìa mèo kìa. Ê, chắc là mèo không nhìn ra anh đâu ha Poppy. Ôi, chứ sao? Mèo đang làm trò gì ta? Thuốc đâu mất tiêu rồi ta, không biết hút để đậu đâu nữa. Ê hết đây, ông để đậu ở đâu vậy? Tôi để thuốc ở dưới tầng hầm á. Ở dưới tầng hầm tôi nè. Rồi để tôi lấy cho ông, cứ đi lên trên đó nghỉ ngơi đi. Rồi luôn, rồi. Lấy thuốc cho uống luôn. Tôi làm gì để thuốc dưới tầng hầm cái gì hay Khánh? Ủa, tôi đâu để thuốc dưới tầng hầm đâu, thuốc tôi để trong nhà kho mà. Tôi sợ bị lộ quá à. Trời ơi, bị lộ. Bây giờ mình đổi lại đi. Thôi không có đổi lại được đâu. Ông chừng nào ông ăn súp của mèo tới khi nào ớn thì thôi đi. Chứ ai mượn ông nấu súp ngon chi. Ông mày đặt xạo xạo, bây giờ bước vô trong đó ăn hết cái đống súp của mèo đi. Mèo nấu cho ông nhiều súp lắm. Đi vô mà lên. Bước vô phát hiện ra chuyện này là chết rồi đúng không? Ôi, không có chết đâu, đi nó đi. Ôi dạ, tôi nấu thuốc xong rồi nè, đi lên đây uống thuốc nè, mẹ lên. Rồi xong luôn, cả ngày chỉ ăn súp với uống thuốc thôi. Ê, Văn Lan, ê, Builder. Ê, hay là ba đứa mình hôm nay chúng ta cùng nhau đi chơi không? Hôm nay là anh rảnh nguyên một ngày luôn nè. Tại vì anh không phải là Red Hood nữa. Anh Khánh qua, anh Khánh nói anh Khánh có việc làm bận mà. Sao nay anh Khánh không nhận ra anh rồi, anh Hood à. Hay là Builder không nhận ra mình ta. Ê, Builder, anh là Red Hood nè. Không nghe cái giọng của anh hay sao? Nhìn thẳng vô cái mái tóc đẹp trai của anh nè, con mắt của anh nữa. Nhìn trời ơi, trời nắng quá à, anh bị hâm hả anh Khánh? Trời, nói chung là anh đổi bộ đồ với Khánh chứ không phải là anh là Khánh. Trời ơi, hiểu không? Ủa, mái tóc này? Ừ, đúng rồi nè, tóc nè, thấy chưa? Bộ anh hút hết đồ mặt hả? Trời ơi, nói chung là chuyện dài dòng lắm, anh em mình đi chơi nè, đủ chị Banda đi chơi luôn mới được. Chị Banda ơi, nãy quánh ba ngẫm rồi, bả đầu hai ở đâu rồi? Chị Banda ơi, em qua nhà chị nè, hôm nay em qua phá cái nhà của chị, làm lên tung cái nhà của chị luôn, chị Banda ơi. Trời ơi, bé cái nhà chị ra, bé xa cái nhà chị ra, cút ra liền. Trời ơi, cút cái gì hôm nay chị Banda đi chơi với em? Đi chơi là chị Banda hôm nay. Nãy là vô mà bám cái mùi vô nhà chị là một hồi nữa thấy cái cảnh bước ra liền không còn hai cái đứa kia. Dạ còn gì em không biết. Dọn cái tivi, dọn cái tivi. Rồi em vô nhà chị Banda, em chơi cái nhà chị Banda cái gì vậy? Cưng dẫn đồng bọn cưng ra, nếu không dẫn đồng bọn thì phải nói xíu chị Banda. Thôi bắt kim cương chị Banda để đâu vậy? Câu cá đi mọi người, từ từ. Ủa hôm nay em không có làm gậy câu cá rồi, chị Banda có gậy câu cá không cho em mượn đi hôm nay em. Chị hả? Chị không bao giờ biết câu cá, chị chỉ biết bắt cá bằng kiếm thôi. Wow quá chị Banda. Thôi nguyên bản mình ra ngoài hồ câu cá nè mọi người, chứ trong làng bây giờ làm gì có cái gì chơi đúng không? Biết đâu ra chị câu cá gặp quá giật còn bánh quá giật luôn. Trời ơi cái nhà em không có gì đâu chơi chị Banda, với lại ở trong nhà ngoài cũng mệt lắm. Thôi chị vô nhà chơi đi. Chị vô nhà em, chị ăn chị chôm kim cương á, chị làm cái gì? Ra đây. Cái gì vậy? Ủa chuyện gì vậy? Ôi hứa đây, thiệt tình luôn á, ông bị bệnh kiểu này mà không chịu ở nhà để tôi một mình đi câu cá cho. Tôi nghe người ta nói nếu mà bị bệnh, ủa cá cá câu, nếu mà bị bệnh ăn cháo cá là tốt lắm luôn, ông hết bệnh lắm luôn á. Đó đó, bỏ cái tật chưa, ăn cháo cá luôn kìa chị Banda. Rồi xong, cháo cá mèo nấu lúc nào cũng là cá sống hết đó. Ông dùng câu cần câu ra xa xa. Ủa gì vậy chị Banda? Chị làm gì ở đây hả? Rồi cưng làm gì ở đây vậy? Hai đứa em đang đi câu cá tại vì ông hút bữa nay bị bệnh. Chị Banda tội nghiệp quá chừng. Chị Banda đừng có mé nghe. Bị bệnh đó hả? Tội bị bệnh mà đi câu cá hả? Tội nghiệp quá chợ. Trời ơi mèo chị ơi, chị nói cưng á, mấy cái đứa mà bệnh vậy nè, ho vậy cưng nên né xa ra đi. Trời ơi vi khuẩn mấy ông nó mèo. Mắc cái gì né xa ra trời ơi chị. Ê cá cá cá. Wow, thôi cưng đừng có
phòng bây giờ mình lộ hết bây giờ. Trời ơi chị Panda. Ủa? Xin chào tôi. À chị Panda ơi, em với chị có việc phải đi rồi. Em có việc phải đi rồi. Trời ơi. Ủa? Đừng phá nhỏ chị Panda. Ủa gì vậy? Chị Panda, chị muốn em bị lộ hả chị Panda? Chị nghĩ sao vậy chị lại đây? Chị lười đó, chị nói chuyện với mèo chút mà. Trời ơi, chị nói chị tính mét đúng không? Chị mà mét là em cho cây sẻn bằng bạc của em á, đánh chị liền á. Tại sao cái mặt hôm nay nhìn lạ quá vậy ta? Hết ơi, cái miếng tóc trắng đầu cứt chim trên đầu của ông đâu rồi vậy hết? Tôi mới đi nhộm lại á. Đó. Dạ, ông không tin cái nào tóc trắng đó nữa hả? Tôi tính đổi phong cách mới á, nhộm đen thử coi nó ra sao á mà. Ồ, thì ra vậy, nhưng mà nhìn sao thì hết của tôi cũng đẹp trai ghê. Nổi da gà. Thiệt chứ, hồi đó giờ em đâu có biết cảm giác bị ăn cơm chó là như thế nào đâu chị Panda. Đó, giờ cứ ăn cơm chó biết. Trời ơi, hôm nay em mới biết mà. Kiểu em tức hơn bình thường, nó bình thường em chỉ phát cơm chó cho người ta thôi. Hôm nay em bị phát cơm chó chị Panda. Chị nói với cưng nè. Mèo thấy hút con cá giờ có giỏi không? Ui. Nè, cá cắn cao kìa hết, dịch lên đi. Hình như một con cá to lắm luôn á. Wow. Một cá cắn chạy cao. Cái đó là câu nói của em mà. Thì bẩn. Nhìn thấy khó chịu quá chị Panda ơi. Không, thôi, nhiều khi từ đó giờ chưa từng nói luôn đó hết. Giờ em để cho người ta nói đi. Em không cần biết cái gì hết á, em thấy hơi khó chịu trong người xíu thôi. Ồ, người ta đang câu cá vui vẻ kìa, hút nó thôi chị ra ngoài câu cá chung. Thôi em đừng chơi chị Panda, nó bóc đi, bóc đi. Chị đi chơi với mèo. Đi 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 luôn đó. Trời em thấy nước mắt quá. Chị một con nữa nè. Cái gì mà một con nữa? Cái gì hoài vậy ta? Thôi kệ đi, vô nhà anh em mình á chơi gì. Thôi vô nhà uống trà nè, nước đây em lấy xả trà đây nè. Lấy nước ra mời em đến uống cà phê. Đây đây, ngồi đi, em lấy nước cống nha nè. Tự nhiên mình bước ra ngoài chi để ăn cơm chó nghe khó chịu ghê luôn á. Bình thường mình chỉ phát cơm chó cho người ta thôi, hôm nay mình bị người ta phát cơm chó ngược lại đó Poppy ha. Quê thiệt luôn. Ông báo với anh nhà em hết nước rồi, thôi đi về đi. Poppy ơi là Poppy, lâu lâu anh mới rảnh được một ngày anh qua nhà em chơi mà. Có ôi hết nước rồi, khắp nhà không trà cũng nước chứ trời. Trời ơi, cái gì đâu mà giờ. Uống hoài vậy, uống riết chỉ nó lòi bắt họng ra cưng ra đây liền. Tôi hết rồi, ra đây cho cưng ngắm cảnh. Có ra ma, cảnh đẹp lắm hết rồi. Ủa cái gì mà cảnh đẹp vậy chị Panda? Cảnh gì mà đẹp? Đẹp ra đây nè, nhìn đẹp từ Trần Giang luôn. Gì vậy? Trời ơi, hết ra, chạy 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 chạy, tôi sợ lắm hết. Nè sợ thì dính cho chắc vào. Ủa cái gì vậy? Đang dính nó nổi giặc à. Mèo sao dính cho chắc vào hết chưa? Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy chị Panda? Gì vậy hả? Tôi không thấy hả? Thằng mèo bông hoa nè. Trời ơi, thằng mèo bông hoa. Cảm ơn chị nha. Cái gì mà bắt hoa? Ủa chị Panda, chị làm cái gì vậy? Chị tặng cưng cây kiếm nè mèo. Nút vô nút, nút vô nút. Mắc cái gì phải tặng em cây kiếm vậy trời? Thôi đi chơi hết đây, đi chơi tiếp nè. Trời ơi, bữa nay mình cùng nhau đi không chơi hết á, ông chở đưa đi hay là ông muốn tôi chở không? Đây để tôi chở. Okay. Đây, trời ơi, nè. Khánh còn chở nữa hả? Rồi đi ông thôi. Chưa? Ông chặt chưa? Đi thôi, dịch rồi. Ủa? Cơm nãy giờ no chưa hết? Ủa cái gì vậy, sai dữ vậy? Chị Panda ơi, em chỉ nhờ Khánh là ăn giùm em cái đống súp dở ẹt mà mèo nấu thôi. Mà bây giờ Khánh với mèo đi chơi với nhau là sao? Ủa là sao? Trời ơi, giải quyết đi. Nghĩ sao kia ta ăn súp giùm. Thôi mấy ai định nghĩa được tình yêu. Trời ơi, em tình yêu là gì? Trời ơi, là biểu đến tình yêu gì đâu, một buổi chiều. Tình yêu đi, để lâu nữa. Thôi thôi thôi, mọi người đừng có hù dọ hút nữa. Mỗi người mình yêu đến người ấy. Tôi tin vào á, mèo. Thôi em thấy rồi anh hút ơi. Bắt đầu chạy ngang hết là tiêu. Bắt người yêu luôn. Mọi người im lặng hết coi. Mèo đang lên tay người ấy. Không có chuyện đó, không có chuyện đó được. Ủa xanh lè chưa thấy. Mèo với lại Khánh á, chỉ là đang đóng kịch thôi. Em biết là Khánh đang đóng kịch giả dạng em đang ăn đi ăn súp dở ẹt của mèo thôi. Em không có quan tâm đâu. Ủa em nói em cũng nghĩ như vậy, em nghĩ là hai người đang đóng kịch thôi. Đúng rồi. Anh nói đúng rồi đó. Thôi, đóng vai người yêu của mèo luôn. Ai, Poppy này tào lao quá anh. Họ chỉ đi bọn họ chỉ đang đóng kịch thôi, còn tình cảm là thật. Bây giờ á nếu mà không ở nhà nữa thì chúng ta cùng nhau lên núi hóng gió nè. Hóng gió đi, tôi tin là hóng gió sẽ giúp cho cả tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Chứ nãy mấy người phải dở mưa đi đỡ cũng không dễ chịu. Thôi chị Panda đừng có xạo quá, chị Panda em mệt chị lắm luôn rồi đó. Đi lên núi hóng gió nè mọi người ơi. Thôi nãy giờ mọi người khẽ hút quá, hút bực mình ghê á. Thôi đi lên núi đi mọi người. Chị lên núi là chúng ta thấy được yên bình. Chị nhìn nè không khí hôm nay trời đẹp ghê luôn á. Đúng rồi, tôi thấy người thất tình hơi buồn á hút. Cái gì vậy? Ôi, ở đằng kia có chuyện gì kìa mọi người? Sao đó công chúa giải cứu hoàng tử, hoàng tử giải cứu công chúa. Ủa cái gì vậy? Hút vô nút, hút vô nút. Bên nhau cả đời luôn. Cái gì? Câu chuyện thật là ý nghĩa quá hút. Câu cảnh kinh hoàng này. Câu chuyện này kết thúc có hậu đúng không mèo? Trời ơi cái gì vậy? Cái gì vậy? Kết thúc có hậu cái gì vậy? À, đó bạn thân đó. Trời ơi Khánh nó đang đi cắm trại chung với mèo kìa. Chị Panda chị thấy không? Trời ơi.
Lựa xoài đừng để xoài chua, cái xoài này nó chua lét rồi anh Hút ơi. Trời bạn đừng để bạn mua bồ bạch. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người ơi. Cả mọi người ơi, mau nào cho Hút mượn cái kiếm kim cương mau lên. Tới qua đây. Có muốn nghe câu chuyện gì nữa không? Gì vậy? Kể tiếp cho Hút nghe nè. Xung quanh có hiện trái tim nữa kìa. Chị Bạch à. Hay quá à. Anh đã thấy em bên người ấy dưới cây dù còi nắm tay. Trời ơi, em còn hát như vậy nè. Con bay, con bay. Xuống đây, con lên. Trời ơi, em biết ảnh xinh thành. Biết ảnh xinh thành. Đưa cho anh cái kiếm kim cương, bỏ lên. Đưa cái kiếm kim cương. Dưới lấy cái tay đem lên đây đập mũi cho. Đừng đưa. Đừng đụng mạnh, cái lộn, đừng mạnh động. Né ra, tất cả né ra hết, cho Hút xuống đây. Đừng đụng mạnh, đừng đụng mạnh. Né ra, bỏ lên. Thôi. Trời ơi. Anh bên người ấy. Trời luôn. Mèo ơi. Trời ơi, còn lái xe về nữa. Còn chỉ như khổ hơn hôm không nay đâu. Người ta nói ngày lòng buồn nhật là trời sẽ đổ cơn mưa. Trời ơi, cơn mưa. Ôi anh Hút đừng buồn nữa, để em tặng anh Hút bài hát nha. Em kêu khách qua nhà em á, ăn giùm cái súp mèo nấu. Bây giờ nó hẹn hò với mèo á chị Bạch à. Đó là tại cơn mèo ơi, cứ về với mèo nè. Tôi mới làm cái súp thiệt nè mèo ơi. Trời, bây giờ ai mà tên cưng là Hút thiệt nữa. Bây giờ phải đâu mèo ra đi. Kìa, còn thích nhà ngồi chơi với nhau đó kìa. Thằng Khánh đâu ra đây cho chạy vương cái Hút rồi. Khánh, mau ra đây. Bây giờ ai mà thèm nghe cưng nó Hút. Khánh, tôi hỏi ông, tại sao ông dám hẹn hò với mèo hả? Tôi đã nói với ông rồi. Tôi chỉ nhờ ông giả dạng tôi chỉ đây ăn súp dở ẹt của mèo thôi, mà ông đi chơi với mèo hạnh phúc vui vẻ vậy hả? Không còn không có giả dạng gì hết á. Ông biểu tôi giả dạng ông để mà ăn súp của mèo thì mèo rồi bây giờ mèo rủ đi chơi, lẽ tôi không đi. Thôi, tôi không nói nhiều gì đó. Thôi trở về như cũ đi. Tôi không muốn giả dạng làm ông nữa đâu. Ông trả lại bộ đồ cho tôi con lên. Ông, tôi không muốn. Ủa, anh thấy chưa? Không muốn. Ông trả lại là ông đi, tôi muốn được làm trở lại là tôi thôi. Cái gì mà không muốn hả? Mau lên. Không, từ đó giờ ông có một người bạn tốt như vậy mà ông cứ chê mèo nấu ăn dở rồi chê lên chê xuống này kia thì bây giờ tôi sẽ thay ông làm bạn của mèo luôn. Cái gì mọi người nghe nói rồi. Tôi sẽ thách thức ông à, ông dám ở bên cạnh mèo luôn hả? Có ngon thì ông đánh nhau với tôi nè, vô đây dám ở bên cạnh mèo hả? Không. Bình tĩnh, chúng ta là dù gì mình cũng là người một làng với nhau à. Anh em chúng ta không nên cãi nhau, anh Hút hiểu không? Đây, giờ mỗi người một cây nói chuyện với những người đàn ông đi nào. Không có liên quan em luôn á. Builder, anh rồi không cố tình trời ơi, mình đâu có muốn chuyện này xảy ra đâu. Đó, cắt rồi, ông chờ cái tật chưa. Dám chống với tôi hả? Đúng là tiểu tam đáng chết. Ôi, mèo. Tại sao dám đánh đến Hút của mèo, tôi? Mèo, tôi nè, mèo. Ủa, vậy? Tôi nè, tôi là Red Hood nè, mèo. Tại sao dám đánh đến Hút của tôi hả? Cái đầu đáng ghét đây. Không dám đánh đến Hút của tôi hả? Khánh ở sau lưng mèo kìa. Ây da, mèo. Không dám đánh đến Hút của tôi hả? Trời ơi. Ủa, mèo, chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra với mèo vậy? Ê, Khánh, mèo ơi. Ông quăng thuốc gì trúng mèo vậy Khánh? Trời ơi, giờ mèo ngủ luôn rồi Khánh ơi. Trời ơi, mèo ơi, bây giờ phải làm sao vậy? Mèo ơi. Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với hình phong mỹ tục của Việt Nam.